Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngắn này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn cách kiểm tra Win bản quyền trên Win 11 cũng như trên Win 10 nhanh nhất. Trên thực tế, bạn có nhiều cách để kiểm tra Windows có bản quyền hay không. Tuy nhiên, ở video này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Các bước bạn thực hiện như sau. Bước thứ nhất, bạn mở Windows Setting. Bạn chỉ cần click chuột vào cái nút Start ở thanh Taskbar. Sau đó, chọn Setting. Khi cửa sổ System hiện ra, bạn vẫn chọn ở cái menu System. Sau đó, bạn tìm đến dòng Activation và bạn click vào đây. Tại cửa sổ Activation này, bạn nhìn vào cái dòng Activation State. Nếu ở đây Windows hiển thị là Active và có một cái dấu tích xanh, thì như vậy Windows của bạn chính là Windows đã được kích hoạt bản quyền. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về kiểu kích hoạt bản quyền, thì bạn hãy click vào cái mũi tên xuống. Ở đây bạn nhìn thấy Windows của mình có một dòng như thế này, có nghĩa là bản quyền của mình là bản quyền kèm theo máy tính, được tích hợp sẵn trên máy tính. Còn một số trường hợp khác, nếu Windows của bạn có dòng chữ như thế này, thì đây là kiểu kích hoạt bằng key hoặc là một số kiểu kích hoạt khác. Như vậy, ở nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ nhanh với bạn cách kiểm tra Windows có bản quyền hay không. Ngoài cách này, bạn có nhiều cách khác. Ví dụ như có thể sử dụng câu lệnh CMD hoặc một số phương pháp khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy nhấp chuột vào like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy nhanh tay click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và nhận thêm các video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thêm rất nhiều thông tin hữu ích khác tại Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập website dobaonamblog.com hoặc kênh YouTube Đỗ Bảo Nam Blog để xem thêm các bài viết cũng như nhiều video hữu ích khác về tin học, thủ thuật máy tính, style browser, vân vân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.